Từ ngày 15 đến nay, Công an huyện Kim Động đã liên tiếp phát hiện 3 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 320kg pháo. Cụ thể, ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an huyện Kim Động liên tiếp phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Kiên, sinh năm 1997, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang tàng trữ 9,7kg pháo và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1985, thôn Minh Khai, xã Đại Tập, huyện Khói Châu, đang tàng trữ 9kg pháo. Ngày 18 tháng 12, Công an huyện phối hợp với Công an xã Hiệp Cường phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1984, ở thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Thu tại chỗ 234 hộp pháo chứa trong 13 thùng cát tông có tổng trọng lượng hơn 300kg pháo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.